Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mỹ tuyên bố gửi hệ thống phòng thủ TXAAD cho Israel. Hệ thống phòng thủ phẩm sắt của Israel được đầu tư hàng tỷ đô la và được ca ngợi là bất khả chiến bại, đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ tên lửa của Hezbollah và Iran. Vào đầu tháng 10, loại rocket từ Hezbollah đã xuyên thủng hàng phòng thủ, khiến 10 người bị thương khi rơi xuống khu dân cư miền Bắc Israel. Điều này đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của hệ thống phòng không tinh vi nhất thế giới. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Lyamin, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng 4 đã đặt vòm sắt vào tình trạng căng thẳng, mặc dù Iran chưa sử dụng những tên lửa tối tân nhất của họ. Điều đáng chú ý là sự hỗ trợ từ Mỹ và các đồng minh khác không đủ để ngăn chặn mối đe dọa này. Trước tình hình bất ổn, Mỹ quyết định gửi hệ thống phòng thủ TXAAD đến Israel và cử binh sĩ Mỹ tới vận hành hệ thống này. Quyết định này không chỉ thể hiện cam kết quân sự mạnh mẽ của Washington đối với Tel Aviv, mà còn phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng về an ninh khu vực. Với những diễn biến này, tương lai của hệ thống phòng thủ phòng sắt đang bị đặt dưới áp lực, trong khi những mối đe dọa từ Hezbollah và Iran vẫn tiếp tục hiện hữu. Theo đó, Mỹ sẽ gửi hệ thống chống tên lửa hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối TXAAD tới Israel nhằm tăng cường khả năng phòng không của Tel Aviv. Ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ gửi hệ thống chống tên lửa tiên tiến có tên là hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối TXAAD cho Israel nhằm tăng cường khả năng phòng không của Tel Aviv, theo hãng tin Reuters. Ông Biden cho biết Washington cũng sẽ gửi các binh sĩ Mỹ tới Israel để vận hành hệ thống này. Tuy nhiên, Mỹ không nói rõ thời điểm cụ thể triển khai hệ thống phòng thủ TXAAD. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ TXAAD ở Israel sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không tích hợp của Tel Aviv. Đây là một phần trong những điều chỉnh quy mô lớn mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây nhằm hỗ trợ phòng thủ cho Israel và bảo vệ người Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các lực lượng dân quân liên kết với Tehran, ông Ryder nói. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cảnh báo rằng Washington đang đặt mạng sống của binh sĩ Mỹ vào vòng nguy hiểm khi triển khai quân để vận hành các hệ thống tên lửa Mỹ tại Israel, theo hãng thông tấn IRNA. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện trong khu vực Trung Đông, tôi xin nói rõ rằng chúng tôi không có lằn ranh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của chúng tôi, ông Araghchi đăng trên X, trước đây là Twitter. Hezbollah cạn kiệt tài chính giữa các cuộc tấn công liên tục của Israel. Theo thông tin từ trang Eurasia Review.com vào ngày 12 tháng 10, trong bối cảnh Israel gia tăng các cuộc không kích vào các cơ sở của Hezbollah, nhóm này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Nguồn tài chính chủ yếu của Hezbollah là tổ chức bán ngân hàng Anqa Al-Hassan AQAH, theo các nhà nghiên cứu từ Mỹ và Liban cũng như báo cáo từ Bộ Tài chính Mỹ. Trung tâm Thông tin Tình báo và Khủng bố Mây Amit của Israel, ITIC, cho biết tổ chức này hoạt động mà không có giấy phép ngân hàng chính thức từ chính phủ Liban. AQAH được thành lập vào năm 1982 như một tổ chức từ thiện nhằm cung cấp các khoản vay không lãi suất cho người Shiite ở Liban, nhưng nhanh chóng trở thành nguồn cung cấp tài chính quan trọng cho Hezbollah. Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với AQAH từ năm 2007, tổ chức này vẫn tích lũy được khoảng 500 triệu USD tính đến năm 2021. Tuy nhiên, các cuộc không kích gần đây của Israel vào Dahiyeh, thành trì của Hezbollah ở phía nam Beirut, đã phá hủy nhiều cơ sở lưu trữ tiền mặt của tổ chức này, bao gồm cả một phần lớn kho tiền của AQAH, đẩy Hezbollah vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Giáo sư Hila Khasan tại Đại học Mỹ ở Beirut cho rằng Israel đã tấn công hầu hết các chi nhánh của AQAH, khiến Hezbollah không còn khả năng chi trả cho các thành viên. Nhiều người trong số này đã phải rời bỏ nhà cửa và đang gặp khó khăn trong việc nuôi sống gia đình do cạn kiệt tài chính. Thêm vào đó, việc mất quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng của Liban càng làm trầm trọng thêm tình hình tài chính của Hezbollah. Trước đây, AQAH đã sử dụng tài khoản cá nhân của nhân viên tại các ngân hàng Liban để chuyển tiền quốc tế. Nhưng giờ đây, mạng lưới tài chính này đã bị đứt gãy. David Asher, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết,
những ngân hàng giàu có từng hỗ trợ Hezbollah đang rời bỏ Liban để tránh bị Israel nhắm đến. Một nguồn tài trợ khác cho Hezbollah là các chuyến bay chở tiền mặt từ Iran. Tuy nhiên, với việc Israel tăng cường tuần tra không phận sân bay Beirut, việc chuyển tiền qua đường hàng không đã trở nên khó khăn hơn. Vào cuối tháng 9 năm nay, một máy bay Iran buộc phải quay đầu do nhận được cảnh báo về nguy cơ bị Israel sử dụng vũ lực. Theo Asher, Iran đang do dự trong việc gửi tiền cho Hezbollah qua đường hàng không do lo ngại về các cuộc tấn công của Israel làm gián đoạn dòng tiền từ Tehran, một nguồn hỗ trợ quan trọng. Dù cuộc khủng hoảng tài chính có thể làm suy yếu phần nào sức mạnh của Hezbollah, giáo sư Khasan nhận định rằng nhóm này vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel. Cuộc chiến này không chỉ dựa vào tiền mặt mà còn phụ thuộc vào lòng nhiệt thành tôn giáo, ông nói, khẳng định rằng các thành viên của Hezbollah với động lực từ tư tưởng tôn giáo sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp những khó khăn về tài chính. Hezbollah phóng hàng chục rocket và UAV vào Israel. Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đang dâng cao như ngọn lửa bùng cháy khi các bên liên tiếp có những hành động quyết liệt. Ngày 11 tháng 10, Hezbollah đã không ngần ngại phóng hàng chục rocket và máy bay không người lái vào Israel, thể hiện phản ứng mạnh mẽ trước những cáo buộc từ phía Tel Aviv. Trong khi đó, Israel cũng không đứng yên, liên tục hứng chịu chỉ trích vì các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liban. Những thông tin nóng hổi từ cả hai phía khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, báo hiệu khả năng bùng nổ một cuộc xung đột toàn diện. Cụ thể, Hezbollah đã phóng hơn 20 quả rocket về phía miền Bắc Israel trong vòng 1 giờ, với nhiều quả bị đánh chặn, trong khi một số rơi xuống khu vực chống trải. Đồng thời, một UAV từ Liban cũng đã tấn công một tòa nhà ở trung tâm thành phố Herzliya, gây ra hỏa hoạn và khiến một số khu vực bị mất điện, nhưng may mắn không có thương vong nào được ghi nhận. Cảnh sát và các chuyên gia xử lý bom đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giảm thiểu rủi ro cho người dân. Tối cùng ngày, Hezbollah tuyên bố rằng lực lượng Israel đã thất bại trong nỗ lực tiến vào miền nam Liban và đang phải đối mặt với sự kháng cự đáng kể. Nhóm này cũng cáo buộc Israel lợi dụng nhà dân ở các thị trấn phía bắc Israel làm điểm tập trung và coi đó là mục tiêu hợp pháp. Bên cạnh đó, quân đội Liban đã xác nhận rằng các cuộc không kích của Israel nhằm vào một căn cứ quân sự ở khu vực Kafra đã khiến hai binh sĩ Liban thiệt mạng. Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên án cuộc tấn công này là một phần của tội ác dai dẳng của Israel chống lại Liban. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel khẳng định họ đang điều tra vụ việc và nhấn mạnh rằng quân đội nước này chỉ nhắm vào Hezbollah chứ không phải chính quyền Liban. Trong khi đó, tại dải Gaza, các cuộc không kích của Israel đã làm thiệt mạng 13 người Palestine tại trại tị nạn Jabalia. Hàng nghìn người Palestine hiện đang mắc kẹt ở đây sau khi Israel phát động một cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Hamas tái tập hợp. Tình hình đang ngày càng căng thẳng, với một nguồn tin an ninh Syria thông báo rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm liên quan đến Iran gần sân bay Deir el-Shor, cho thấy xung đột có khả năng lan rộng hơn nữa. Các bên liên quan vẫn chưa có bình luận về thông tin này, tạo nên bức tranh phức tạp và bất ổn cho khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!